sóng bắt đầu từ gió, chị Năm bị sặc bắt đầu từ đặng mên. Nghe chị Năm uống cái ọc. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Giữ gìn sức khỏe nha, con đang trên nhà dân nè. Vài bữa con về con mua yến đem về cho má nha. Cúp máy nha má, vài bữa con về. Mẹ tôi ở trên tôi nay cũng cả tuần lễ rồi mọi người, bà ngoại nhớ quá cho nên gọi điện hỏi thăm. Ước gì là có đó. Mẹ tôi hôm bữa trước có hứa là sẽ mua yến tẩm bổ cho bà ngoại, nhưng vì sợ mẹ tốn tiền cho nên tôi quyết định đã tặng cho mẹ và ngoại mỗi người một hộp yến. Mỗi ngày thì mẹ tôi với ngoại sẽ dùng từ 1 đến 2 hũ giúp cho tăng cường sức đề kháng, kích thích tiêu hóa. Mình có mua quà cho mẹ với ngoại nè mọi người, sẽ lại cho chị Năm thì còn bất ngờ. Hello. Con có mua yến tặng cho mẹ với ngoại nè, mẹ đỡ tốn tiền mua nha. Ủa, vậy? Con nghe lén cuộc điện thoại của mẹ với ngoại. Nhỏ xấu xa. Bây giờ chưa được ăn yến đúng không? Hay có hiểu không? Con đúng là đứa con có hiếu, cho nhiều điểm nè. Mẹ tôi năm nay 60+ rồi mọi người, cho nên cái này sẽ giúp mẹ tôi ổn định thần kinh, tăng cường trí nhớ, bồi bổ trí não, ổn định tinh thần nữa, giúp mẹ tôi ngủ ngon hơn. Chất yến ở bên trong á đặc sệt và ngọt thanh, đường vàng và nước cốt lá dứa giúp cho yến cực kỳ là thơm luôn, rất là tốt cho sức khỏe. Uống cái cưng mua là thấy ngọt rồi.